Trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi các nội dung tổng hợp. Những mối nguy hiểm cận kề với Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Trump nhiễm virus Vũ Hán. Chuyên gia nhận định ông Trump sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Hai máy bay ngày tận thế bất ngờ cất cánh sau khi Tổng thống Trump thông báo nhiễm COVID-19. Theo tổng hợp của Trần Đặng Quang, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Mối đe dọa của virus corona Vũ Hán đối với Hoa Kỳ không còn bị giới hạn bởi địa lý hoặc nhân khẩu học. Với kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán của Tổng thống Trump đã cho thấy những rủi ro mà virus này gây ra cho nước Mỹ không thể lường trước được. Về an ninh quốc gia, các quan chức chính quyền Hoa Kỳ đã thừa nhận rằng Trung Quốc và các cường quốc thù địch biết rằng Hoa Kỳ hiện đang bị phân tâm và có thể họ lợi dụng tình hình này để tiếp tục với chủ nghĩa bành trướng của họ, thậm chí dám gây hấn với Hoa Kỳ, theo trang tin Axios của Mỹ. Hiện nay, các điểm nóng trên khắp thế giới đều đang bùng nổ, bao gồm việc Trung Quốc leo thang tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, cũng như một số các cuộc đụng độ và căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Trung Ấn và Ấn Độ. Đây là hai quốc gia đông dân nhất thế giới và đều có vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, sau những dấu hiệu tăng trưởng vào đầu mùa hè ở Mỹ, hiện tại nền kinh tế đang gặp khó khăn trở lại. Trong tuần này, hàng chục nghìn nhân viên của Disney và các hãng hàng không bị sa thải. Tình trạng lây nhiễm virus corona không lường trước ở thời điểm hiện tại dẫn đến việc thị trường bị ảnh hưởng bởi những sự không chắc chắn. Các doanh nghiệp sẽ không nhận được các tín hiệu cần thiết để khuyến khích mở cửa trở lại, chứ chưa nói đến việc trở lại trạng thái bán bình thường. Về xã hội, rất nhiều người Mỹ trở nên buông lỏng trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ chống virus, một phần là do rất nhiều người dân cảm thấy không bị ảnh hưởng bởi virus này. Nhưng đến nay, virus đã xâm nhập vào ngôi nhà an toàn nhất trên thế giới. Nếu bất cứ ai cảm thấy không nghiêm túc với sự lây nhiễm của virus thì đều cần phải thức tỉnh. Về chính trị, còn 32 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Cả hai đảng đều coi đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng Tổng thống đương nhiệm, 74 tuổi, tạm thời phải hoãn các chiến dịch vận động tranh cử. Đối thủ tranh cử từ Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, 77 tuổi, vốn rất thận trọng trong việc xuất hiện trước công chúng của mình. Hiện người dân Mỹ có một loạt câu hỏi mới về kế hoạch của ông. Tất cả các hoạt động, bao gồm cả 3 cuộc tranh luận còn lại, hiện chưa biết sẽ có thể tiến hành như đã định. Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Tổng thống Trump xuất hiện các triệu chứng nặng thì sự gián đoạn của các hoạt động sẽ nhân lên nhiều lần nữa. Theo kế hoạch, cuộc tranh luận tiếp theo giữa hai ứng viên Tổng thống Trump và Biden sẽ diễn ra trong 13 ngày nữa. Như vậy, đó đúng là 14 ngày kể từ thời điểm Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ cách ly. Tổng thống Donald Trump đã được đưa đến trung tâm y tế Walter Reed và sẽ dự kiến ở đó trong vài ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán vào ngày 2 tháng 10. Phát ngôn viên của Alyssa Farah cho biết, Tổng thống Trump vẫn đang làm việc và không có chuyện chuyển giao quyền lực tạm thời cho Phó Tổng thống Mike Pence. Tổng thống Trump nhập viện vì virus Vũ Hán. Chuyên gia nhận định, ông sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã được đưa đến trung tâm y tế Walter Reed sau khi được xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Chuyên gia nhận định rằng, việc Donald Trump bị nhiễm virus Vũ Hán có thể khiến ông đưa ra những chính sách cứng rắn hơn nữa về phía chính quyền Trung Quốc vì đã khiến đại dịch lan khắp toàn cầu. Theo Newscom.au đưa tin ngày 3 tháng 10, Tổng thống Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Wall Street, một bệnh viện quân đội ở Hoa Kỳ, và dự kiến sẽ ở đó trong vài ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Trong cùng ngày, Tổng thống Trump đã đăng một video trên Twitter để cảm ơn người dân Mỹ đã ủng hộ ông khi đến bệnh viện Walter Reed. Từ video có thể thấy, ông Trump mặc vest, đeo cà vạt xanh, đứng tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, nhìn thẳng vào máy quay và phát biểu: "Tôi muốn cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ to lớn. Tôi sẽ đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ rằng tôi đang làm rất tốt, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ suôn sẻ. Đệ nhất phu nhân cũng đang trong tình trạng tốt. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất cảm kích vì sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Cảm ơn các bạn."
Nhà Trắng cũng cho biết trong một tuyên bố với truyền thông rằng tinh thần của Tổng thống Trump vẫn tốt, có các triệu chứng nhẹ và đã làm việc cả ngày, hết sức thận trọng và theo đề nghị của các bác sĩ và các chuyên gia y tế. Tổng thống sẽ làm việc tại văn phòng Tổng thống tại Windsor Reed trong vài ngày tới. Hiện tại, ông Trump có triệu chứng nhẹ giống như cảm lạnh. Theo New Reuters, bác sĩ Nhà Trắng Sean Coley cho biết, ông Trump đang được điều trị bằng hỗn hợp nhiều loại thuốc, mặc dù mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt. Một điều đáng chú ý khác là vào ngày 2 tháng 10, tiến sĩ Maxi Makary, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Johns Hopkins còn nói với Fox News rằng, Tổng thống Trump có 99% cơ hội bình phục hoàn toàn mà không để lại bất kỳ di chứng nào. Theo giới phân tích, Tổng thống Trump sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc sau khi bị nhiễm COVID-19. Việc Tổng thống Trump bị nhiễm COVID-19 sẽ làm gia tăng sự bất ổn cho cuộc bầu cử Mỹ và có thể sẽ thúc đẩy ông Trump áp dụng những chính sách cứng rắn hơn đối với chính quyền Trung Quốc, sao China Morning Post dẫn lời các nhà quan sát tại Trung Quốc cho biết. Ông Trump có thể là nắm bắt cơ hội này để gia tăng gấp đôi các chỉ trích chống lại Trung Quốc và kết quả là tăng cường áp lực lên Trung Quốc. Fang Zhouwing, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Đại Dương của Trung Quốc nhận định. Ông Lion Chao Shichang, giáo sư quan hệ quốc tế từ Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh cũng tán đồng với nhận định này. Nếu ông ấy thực sự bị nhiễm bệnh và trong tình trạng nguy kịch, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump. Nhưng nếu ông ấy khỏe lại, ông ấy dự kiến sẽ chỉ trích Trung Quốc nhiều hơn nữa. Hai máy bay Boeing E-6B Mercury còn đang được gọi là máy bay ngàn tận thế mới đây đã bất ngờ cất cánh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bị nhiễm COVID-19. Fox News đưa tin, vào ngày 2 tháng 10, hai máy bay E-6B Mercury, hay còn gọi là máy bay ngày tận thế, cũng đã xuất hiện ở hai bờ đông và bờ tây của nước Mỹ. E-6B được mệnh danh là máy bay ngày tận thế vì quân đội Mỹ có thể dùng máy bay này làm trung tâm chỉ huy và kiểm soát các lực lượng hạt nhân Mỹ, bao gồm tàu nhầm hạt nhân trong tình huống thảm họa. Đơn cử như các trung tâm chỉ huy trên mặt đất bị phá hủy hoặc không thể vận hành. Các máy bay E-6B được Lầu Năm Góc triển khai trong tình huống cơ quan này nhận thấy sự cần thiết trong việc giữ liên lạc với các tàu ngầm hạt nhân, máy bay ném bom tàng hình và giếng phóng tên lửa. Theo news.com.au, hai máy bay E-6B đã thực hiện giao thức phòng thủ Tamako, cơ chế được kích hoạt để duy trì quyền chỉ huy và giữ liên kết để kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Điều đáng chú ý là các máy bay quân sự thường tắt thiết bị giáp đát để tránh bị theo dõi. Tuy nhiên, hai chiếc máy bay E-6B đã bật thiết bị phát đáp này. Giới quan sát nhận định rằng đây là một thông điệp tinh tế và rõ ràng của Lầu Năm Góc cho thấy họ đã chuẩn bị cho một kịch bản có thể xảy ra. Khi bàn đến hạt nhân của Mỹ, rõ ràng mọi trường hợp đều có kế hoạch, chưa cần phải hoảng loạn. Chuyên gia vũ khí hủy diệt hàng loạt Melissa Hamfam đã đăng tải nhận định trên mạng xã hội. Bình luận về hoạt động của E-6B, tờ Washington Times dẫn lời một phát ngôn STATCOM, cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ cho biết. Đây là chuyến bay được lên kế hoạch trước và thời điểm chỉ là trùng hợp một cách ngẫu nhiên. Một quan chức quốc phòng cao cấp cũng nói với Fox News rằng không có bất kỳ thay đổi nào đối với quân đội Mỹ và Tổng thống Trump vẫn là Tổng tư lệnh. Đối với kịch bản chiến tranh, nhiệm vụ của E-6B là trực tiếp chuyển lệnh từ Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tới lực lượng hạt nhân răn đe. Trung tâm của lực lượng này là các tàu ngầm tên lửa hạt đạo ở lớp Oseo ẩn sâu trong đại dương trên khắp thế giới. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung tổng hợp do Trần Đặng Quang thực hiện. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.